hò thân nhà nông ruộng đồng khuya sớm mưa nắng đêm ngày mặt nám tay chai phận nghèo nào nghĩ đến ai chữ duyên chữ nợ hò chữ duyên chữ nợ biết ngày nào trời lên đã cao sao không ra ruộng mà còn ngồi ở đây? Dạ cô Duyên, tôi đang chờ. Chờ cái gì? Dạ tôi đang chờ. Chờ cái gì? Tôi đang chờ đợi ai dáng thước tha tóc mây buông dài ngày đêm tôi ra vào như người mất đi ngồi đứng không gặp mặt sao lòng bâng khuâng không dám tỏ cùng ai. Tôi hiểu rồi, anh đang sầu tương tư bóng giai nhân khiến anh thương thờ ruộng nương không màng để lúa vàng héo khô người đó nơi đâu cô ấy quen hay lạ không tỏ lời trao lòng anh hai. Dạ không nói giấu gì cô, tôi đang thầm thương một người con gái chung xóm cùng thôn ra vào chạm mặt tháng lại ngày qua tình yêu chớm nở muốn ngỏ cùng ai bao lời thương nhớ nhưng dạ băn khoăn lòng nhiều lo sợ vì người ta cứ hờ hững vô tư khiến cho tôi ngày nhớ đêm mong thấp thòm ra vào. Nhút nhát quá vậy anh hai. Cô nhìn tôi đây nè, đôi vai này từng đổi nắng dầm mưa trắng rít cọp beo đó, tôi nào đâu có sợ, chỉ sợ mình nghèo tóc chai da ngâm sợ trao môi duyên thầm e miệng đời mai miền. Biết rồi, chắc tại anh mê say, thích ngắm nhìn những tiểu thơ đài cát, áo lụa quần là má phấn môi son. Rồi thấy mình nghèo, không thể trèo cao, đành ôm nỗi thương đau cho mối tình câm nín, có phải vậy không? Cô Duyên, cô đừng có nói như vậy mà tội nghiệp cho tôi, thân hàng bạc phần đến mất sớm chỉ có một thân dài dáng giữa cuộc đời tôi cũng hiểu mình nên an phận đâu dám đua đòi mơ mộng cao sang. Anh hai ơi, bà con quê mình ruộng sớm đồng trưa dầu dãi nắng mưa nên thiệt thà hiền hòa ai nấy cũng đều khen. Cô Duyên, thiệt vậy hả cô Duyên? Tôi nói thiệt mà. À, vậy thì nói gần nói xa không qua nói thiệt. Người mà tôi ngày đêm thầm thương trộm nhớ, người ấy là... Là ai? Dạ là... Là ai? Là cô Duyên hiền ngoan nhất xóm hiếu thảo siêng năng bao người mến thương ngợi khen. Ý anh hai
xin đừng trêu nữa kéo duyên thẹn thùng. Tình anh trao tim lòng xuyến xao, nhưng hiếu ân chưa đền xong, đâu dám nào ước mơ đến chuyện tình cô. Ủa mà em nói như vậy có nghĩa là? Nghĩa là em cũng quý cũng thương anh nhiều lắm. Thương giang phong sương làng da sạm nắng áo đẫm mồ hôi dày vàng tháng năm dài. Bên nhà vẫn thường hay nhắc nhở cái thằng hai con anh Tư Cà đó, thấy vậy mà nó thiệt là dễ thương. Bà má nó qua đời khi nó mới có 15 mà, thân côi cút bơ vơ, thấy vậy mà nó giỏi giang hiền lành lễ phép hết sức vậy đó. Em quay mặt đi cô ngăn dòng suốt cam đang trào dâng từ tận trời ơi, như vậy là con được vợ rồi. Xin cảm ơn ông địa, kỳ này về cúng ông địa nải chuối à nghe. Em ơi, vậy cuối mùa gặt này anh nhờ người mai mối đem cao trầu đến xin hỏi cưới em nghe. Chú cha ơi, cái Tết năm này chắc thiệt là vui. Ba má ơi, ba má sắp có được dâu hiền dâu thảo rồi. Anh hai, anh làm gì như con lật đật vậy? Coi chừng cô bác họ thấy họ cười chết đó. Em ơi, anh tính như vậy nghe, đám cưới của mình đó anh sẽ không mặc áo dài khăn đóng giống mấy đứa bạn của anh đâu. Anh sẽ để dành tiền mua một bộ đồ vớt rồi thắt cái cà cuốn vách giống như ba cái thằng cha gì mà ca bài liên khúc nghèo đó. Em thấy vậy có được không? Anh hai, anh nói gì mà kỳ cục vậy? Tục lệ ông bà không có thể quên đi được. Nghe em nói nè, vợ thì đừng làm phật lòng ba má vợ, hóc đôi làm chi kéo thiên hạ chi cười. Anh cũng biết như vậy rồi. Yêu em